Các bạn thân mến, trong lịch sử lập quốc, Thái Lan từng là nước lớn lấn át các quốc gia láng giềng khi có thể. Tới giữa thế kỷ 19, Thái Lan vô tình trở thành vùng đệm địa lý giữa hai thế lực là Anh đã chiếm Miến Điện, Myanmar ngày nay và Pháp đã chiếm ba nước Đông Dương. Cũng bằng sự khôn khéo của mình, Thái Lan chưa từng bị xâm chiếm, chưa từng chịu cảnh chiến tranh, loạn lạc. Vị trí vùng đệm của chính sách ngoại giao cây sậy, mềm dẻo, linh hoạt để đảm bảo lợi ích quốc gia đã giúp Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không bị chiếm làm thuộc địa của các nước châu Âu. Tên gọi Thái Lan nghĩa là vùng đất của sự tự do cũng thể hiện điều này. Không những vậy, Thái Lan còn được hưởng lợi lớn khi trở thành đồng minh thân cận, bàn đạp cho các quốc gia tư bản phương Tây tấn công châu Á. Nền kinh tế Thái Lan từng được coi là con hổ lớn trong khu vực, cũng từng là thần tượng đáng ngưỡng mộ của cả châu Á, chứ không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên ngày nay, con hổ đó đã không bao giờ gầm, ngủ quên trên chiến thắng đã khiến Thái Lan lần lượt bị Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc vượt mặt. Giờ đây khả năng bị Việt Nam vượt mặt đã và đang hiện hữu ngay trước mắt Thái Lan. 10 năm trước, người Thái thường đặt câu hỏi khi nào thì Việt Nam có thể phát triển vượt qua Thái Lan. Mặc dù xét trên tổng thể thì dường như trên nhiều phương diện, Thái Lan vẫn đang dẫn đầu trong khu vực. Nhưng đến hiện tại, các chuyên gia kinh tế của chính Thái Lan cho rằng Việt Nam đã phát triển hơn và được đánh giá là vượt qua Thái Lan trên nhiều mặt. Đặc biệt là sau khi Thái Lan phải đối mặt với các vấn đề chính trị và các cuộc đảo chính liên tiếp, khiến sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài giảm dần. Cạnh tranh về địa chính trị và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như các chính sách kiểm soát đại dịch của chính quyền Tập Cận Bình đã trở thành một trở ngại lớn đối với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là ngành công nghiệp linh kiện điện tử. Từ đó, dẫn đến làn sóng hàng loạt công ty di chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam thay vì Thái Lan. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Việt Nam lần đầu vượt qua Thái Lan về doanh số xuất khẩu, đạt 230 tỷ đô la Mỹ, trong khi Thái Lan có tổng giá trị xuất khẩu chỉ đạt 193 tỷ đô la Mỹ. Từ đó, Việt Nam luôn vượt qua Thái Lan về giá trị xuất khẩu và cách biệt ngày càng tăng. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank, năm 2022, Indonesia là quốc gia có quy mô GDP, PPP lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, đạt khoảng 4.036 tỷ đô la Mỹ. Xếp thứ hai là Thái Lan, với quy mô GDP, PPP đạt khoảng 1.482 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam xếp thứ ba với quy mô GDP, PPP đạt khoảng 1.321 tỷ đô la Mỹ. Theo sau là Philippines, với quy mô GDP PPP đạt khoảng 1.170 đô la Mỹ, Malaysia xếp thứ 5 với quy mô GDP PPP đạt khoảng 1.134 tỷ đô la Mỹ, GDP PPP Singapore đạt khoảng 719,08 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á. Còn theo số liệu của World Economics, trong năm 2022, GDP theo PPP của Việt Nam là 1.535 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 23 trên thế giới. Với con số này, GDP tính theo PPP của Việt Nam năm 2022 lớn hơn một số nền kinh tế như Australia, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ireland. Xét riêng trong khu vực ASEAN, năm 2022, GDP theo PPP của Việt Nam sẽ đứng thứ 3 trong khu vực, xếp sau hai nền kinh tế là Indonesia 4.811 tỷ đô la Mỹ và Thái Lan 1.835 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2030, World Economics dự báo GDP theo PPP của Việt Nam sẽ tăng lên 2.848 tỷ đô la Mỹ, tăng 85,5% so với năm 2022. Lúc này, thứ hạng của Việt Nam sẽ tăng từ vị trí 23 năm 2022 lên vị trí thứ 15 năm 2030, vượt qua hàng loạt nền kinh tế như Tây Ban Nha, Saudi Arabia, Canada, Ai Cập. Xét riêng trong khu vực Đông Nam Á, GDP PPP của Việt Nam sẽ vượt Thái Lan để xếp thứ hai trong khu vực vào năm 2030. Lợi thế của Việt Nam so với Thái Lan ở thời điểm hiện tại là Việt Nam có số lượng hiệp định thương mại quốc tế FTA nhiều gấp 3 lần Thái Lan. Điều này có nghĩa là Việt Nam có cơ hội lớn để tiếp cận với nhiều thị trường tiềm năng trên toàn cầu hơn. Trong đó phải kể đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là Hiệp định CPTPP. Gần đây nhất, Việt Nam đã ký một hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu EU, độc quyền xuất khẩu thương mại sang EU, làm cho các nhà đầu tư quan tâm hơn đến Việt Nam. Ngoài ra còn có những đặc quyền đầu tư hấp dẫn dành cho người nước ngoài. Quá trình đăng ký hoạt động kinh doanh tại Việt Nam diễn ra khá nhanh. Vì các cơ quan chức năng của Việt Nam được trao quyền cho phép mỗi tỉnh được tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài. Đấy cũng được coi là một chỉ số đo lường. Câu hỏi về vai trò của Thái Lan trên trường quốc tế trong giai đoạn hiện nay đã được bàn luận sôi nổi
khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định không đến Thái Lan để tham dự hội nghị cấp cao APEC vì bận việc gia đình. Chuyên gia về Việt Nam phản ánh về sự khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam như sau. Nhìn lại trong 5 năm qua, hầu như không có nhà lãnh đạo toàn cầu nào đến thăm Thái Lan để đàm phán về thương mại quốc tế, nếu không tính các diễn đàn toàn cầu. So sánh với trường hợp của Việt Nam, có thể thấy số lượng lãnh đạo các nước liên tục đến thăm nhiều hơn. BBC tiếng Thái tìm hiểu thông tin từ các kênh truyền thông nước ngoài cho thấy một số nhà lãnh đạo quốc tế hàng đầu đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Năm 2019, khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh tụ Bắc Kinh Kim Jong-un, Quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah và lãnh đạo các nước Hà Lan, Australia, Campuchia, Lào, Malaysia đều đã đến thăm. Năm 2016, Hoàng tử William của Hoàng gia Anh và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng tới thăm Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người đã nắm quyền cách đây 8 năm, khẳng định rằng đầu tư nước ngoài vào Thái Lan vẫn đang tiếp tục theo kế hoạch, đặc biệt là các ngành công nghiệp mới trong đặc khu phát triển phía Đông hoặc EEC, trong khi các mối quan hệ quốc tế đang diễn ra tốt đẹp. Trong khi nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á và từng một thời là một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới, nhưng Thái Lan đang chật vật dưới gánh nặng của dân số già hóa, hệ thống giáo dục đi xuống và lối canh tác năng suất thấp. Thời điểm hiện tại, Thái Lan đang mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình, còn Việt Nam được coi là thời kỳ dân số vàng. Vì vậy, việc Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan trong giai đoạn này là điều nhiều chuyên gia kinh tế tin chắc sẽ xảy ra. Số liệu từ Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, vào năm 2025, với 14,5 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 20,7% tổng dân số, xứ chùa vàng sẽ chuyển sang giai đoạn già hóa. Trong khi đó, mức thu nhập đầu người của Thái Lan hiện chỉ đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ một năm, là nền kinh tế có thu nhập trung bình. Để bước vào ngưỡng nền kinh tế thu nhập cao, GDP bình quân đầu người phải đạt mức trên 12.536 đô la Mỹ trên năm. Trong khi đó, đối với Việt Nam, GDP trung bình hiện tại đang ở mức khoảng 4.300 đô la Mỹ trên năm. Con số này thấp hơn khá nhiều so với Thái Lan. Tuy nhiên, điều quan trọng là con số qua các năm đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. GDP bình quân đầu người Việt Nam từ vị trí thứ 173 lên vị trí thứ 124, nhảy 49 bậc trong bảng xếp hạng GDP bình quân đầu người thế giới giai đoạn 2000-2021. Cùng với đó, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng hơn 7 lần trong giai đoạn 2000-2021. Năm 2022, IMF tính GDP bình quân đầu người cho các nước trên thế giới, trong đó GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 4.162,94 đô la Mỹ, xếp thứ 117 trên thế giới. Với con số này, GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2022 sẽ nhảy 7 bậc so với năm 2021 và 56 bậc so với năm 2000 trên quy mô thế giới. Trong khi đó, Thái Lan đã đạt GDP bình quân đầu người 1.000 đô la Mỹ một năm vào năm 1998 và có thời gian tăng trưởng kinh tế cao bình quân 7,5% trên năm trước năm 1990. Nhưng sau đó ngày càng chậm lại, giảm xuống còn 5,3% trên năm, rồi 4,3% trên năm trong hai thập kỷ qua và hiện nay khoảng 3% trên năm. Thái Lan đang đối mặt với thách thức là số người già tăng lên và lực lượng lao động giảm. Những thay đổi trong cơ cấu dân số của Thái Lan sẽ dẫn đến giảm năng suất, giảm tăng trưởng, đồng thời làm tăng cao chi phí chăm sóc sức khỏe, trong khi mức thu nhập đầu người thấp. Trước tình hình này, nhiều nhận định cho rằng Thái Lan sẽ trở thành quốc gia lớn đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mắc bẫy thu nhập trung bình. Một minh chứng cho những quốc gia đang phát triển nếu không bứt phá trong giai đoạn dân số vàng sẽ khó bước vào giai đoạn thịnh vượng. Hình mẫu của sự phát triển thần kỳ trên thế giới thường được nhắc đến là Nhật Bản. Vào năm 1950, Nhật Bản bước vào thời kỳ dân số vàng, là quốc gia có nền nông nghiệp chủ đạo, năng suất lao động thấp, thu nhập GDP bình quân đầu người mức 1.000 đô la Mỹ trên năm. Tuy nhiên, với mức phát triển thần kỳ từ 1955 đến 1973, 18 năm, tăng trưởng GDP bình quân hàng năm khoảng 10% đã thay đổi hoàn toàn quốc gia này. Sau 6.500 ngày thần kỳ, nước Nhật đã trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao. Tuy nhiên, nền kinh tế Thái Lan đang vướng nhiều rào cản để có thể tái hiện lại điều kỳ diệu Nhật Bản. Nông nghiệp đóng góp khoảng 1/10% GDP của Thái Lan, nhưng sử dụng khoảng 1/3 lực lượng lao động. Lúa gạo vẫn là cây trồng chủ lực, Thái Lan chiếm 14% thương mại gạo quốc tế. Tuy nhiên, các trang trại trồng lúa của Thái Lan không có năng suất hoặc hiệu quả cao. Năng suất trung bình của Thái Lan hiện thấp hơn so với Việt Nam, Campuchia và Lào. Trang trại trồng lúa trung bình của Thái Lan quá nhỏ, và
và nông dân quá nghèo hoặc lớn tuổi để đầu tư vào thiết bị hoặc cơ sở hạ tầng để cải thiện năng suất. Những thách thức kể trên đã thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách chuyển hướng sang ngành công nghiệp và công nghệ mới để phục hồi tăng trưởng kinh tế. Chẳng hạn tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ hy vọng rằng Thái Lan sẽ trở thành trung tâm sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Mặc dù vậy, chiến lược này được đánh giá sẽ là một canh bạc tốn kém. Trong khi đó, ngành công nghiệp ô tô Thái Lan được hưởng lợi từ các khoản đầu tư lớn từ Nhật Bản và Trung Quốc. Thương mại do đầu tư nước ngoài là động lực đã thúc đẩy kinh tế mạnh mẽ và mở ra cơ hội thay đổi cơ cấu. Tuy nhiên, môi trường của Thái Lan được đánh giá là chưa thực sự thuận lợi cho đầu tư nước ngoài do nhiều yếu tố. Bên cạnh đó, hành lang kinh tế phía Đông và các đặc khu kinh tế được thành lập dưới thời các chính phủ gần đây vẫn chưa mở rộng hoặc tăng cường đầu tư vào Thái Lan. Trong khi đó, Việt Nam hiện tại là quốc gia duy nhất có thương hiệu ô tô nội địa vươn tầm quốc tế. Dù chỉ khoảng 10 năm trước, có lẽ không một người Thái Lan, thậm chí kể cả người Việt Nam tin rằng điều đó có thể xảy ra. Những thách thức về nhân khẩu học, giáo dục và nông nghiệp của Thái Lan dường như là dấu hiệu của một nền kinh tế vẫn còn nhiều bất bình đẳng, cần sớm được khắc phục nếu muốn thoát bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam hiện tại, với quy mô dân số vượt mốc 100 triệu dân, sẽ là nguồn lực vững vàng cho thời kỳ phát triển kinh tế xã hội sắp tới. Không chỉ thế, cơ cấu dân số của chúng ta đang ở thời kỳ lợi thế với gần 70% dân số trong độ tuổi lao động. Đây là nền tảng, cơ hội cho Việt Nam tận dụng để tăng trưởng và phát triển. Phải khẳng định rằng, dân số vàng là thời kỳ có 102 mang lại cơ hội lớn để nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiều quốc gia đã tận dụng triệt để cơ hội dân số vàng để tạo ra những kết quả đáng kể trong phát triển kinh tế. Hãy cùng xem kinh nghiệm của một số quốc gia. Với lực lượng lao động dồi dào của thời kỳ dân số vàng, nhiều quốc gia trên thế giới đã biết nắm bắt lấy cơ hội này để tạo nên những kỳ tích trong phát triển kinh tế, đưa đất nước phát triển bền vững. Điển hình phải kể đến là các nước ở khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã phát huy tối đa thời kỳ dân số vàng như tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tạo ra nhiều việc làm, tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư cao, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, cải thiện an sinh xã hội. Kết quả là đã đóng góp khoảng 1/3 vào tăng trưởng kinh tế. Còn Trung Quốc tận dụng cơ hội này đã mang lại 15% tăng trưởng kinh tế trong hơn 20 năm qua. Nhật Bản bắt đầu kỷ nguyên dân số vàng từ năm 1965 và kết thúc vào năm 2000. Trong thời kỳ này, chính phủ đã thực thi hàng loạt chính sách đồng bộ như công nghiệp hóa dựa trên nền tảng phát triển công nghiệp được thực hiện đồng bộ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Gắn liền với chính sách kinh tế là hàng loạt chính sách nhất quán để xây dựng một hệ thống giáo dục tốt nhằm tạo một lực lượng lao động có giáo dục và kỹ năng. Chính sách y tế cũng được chính phủ đặc biệt coi trọng với việc hướng tới chăm sóc y tế toàn dân. Cùng với đó là xây dựng và thực hiện chiến lược an sinh xã hội sâu rộng nhằm đảm bảo và hỗ trợ đời sống của hàng chục triệu người lao động. Theo thống kê và dự báo dân số của nhiều nước, cơ cấu dân số vàng thường kéo dài từ 20 đến 40 năm. Quỹ Dân số Thế giới của Liên Hợp Quốc khuyến nghị các quốc gia muốn phát huy được cơ hội này cần phải có các chính sách để biến nguồn lao động này thành nguồn nhân lực chất lượng cao về tri thức, kỹ năng và tay nghề. Có như vậy mới tạo ra được nguồn của cải vật chất dồi dào, làm bệ phóng quan trọng giúp các quốc gia vươn lên thịnh vượng. Việt Nam đạt dân số 100 triệu người trong bối cảnh đã duy trì vững chắc tỷ suất sinh thay thế 22 năm liên tục và là quốc gia duy nhất có chiến lược phát triển dân số, đảm bảo tỷ suất sinh thay thế đến năm 2030. Có được dân số vàng nhưng chất lượng cũng phải vàng và chuẩn bị kỹ càng cho quá trình già hóa đang diễn ra. Đó chính là những yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của đất nước. Thời kỳ đỉnh cao của Việt Nam sẽ kéo dài đến khoảng năm 2036, tức là chỉ khoảng hơn 10 năm nữa, cho sự phát triển, nâng tầm vị thế quốc gia dân tộc lên tầm cao mới. Hy vọng với những chính sách đổi mới, sự nỗ lực của toàn dân, nhà nước và chính phủ Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội này, không chỉ vượt qua Thái Lan mà còn tiến tới là quốc gia cường thịnh bậc nhất khu vực và trên thế giới.